Xin chào các bạn, hôm nay Hoa Đất Sét Ngọc Điệp sẽ hướng dẫn cho các bạn cách rắc lông tơ. Đối với những sản phẩm hoa thật nào, trái thật sẽ có những cái lông tơ, thì chúng ta sẽ sử dụng cái bột lông tơ này. Đây là nguyên liệu chuyên làm dành cho các loại hoa giả như hoa đất sét. Trước tiên, chi tiết nào chúng ta cần gắn lông tơ lên thì chúng ta cần phải bôi keo sữa lên vị trí mà chúng ta muốn rắn lông. Đây chúng ta sẽ dùng keo sữa và đây là bịch lông tơ. Giống như đây là đang làm cái nụ của hoa mộc lan, thì trên phần nụ mé trên nó sẽ có lông tơ dạng như lông măng, thì các bạn bôi keo sữa. Lông tơ này thường trên các hoa đồng tiền, hoa anh túc, hoa lan hài, trái đầu tiên như hoa mộc lan thì thường hay các bạn hoa thật, hoa hướng dương. Trên hoa thật các bạn thấy có lông tơ, lông trắng trắng, thì chúng ta sẽ sử dụng cái sản phẩm, cái bột lông tơ này chúng ta rắc lên cho nhìn nó giống như hoa thật. Đây các bạn bôi keo sữa, nhớ là bôi đều. Bôi đều như thế này. Rồi do ở đây chúng ta chỉ làm một cái trái nhỏ thôi thì chúng ta có thể nhúng trực tiếp vào lông. Rồi chúng ta vũ. Cái phần nào không có keo thì nó sẽ rớt ra, không có bám chặt. Nhờ cái chất keo thì cái lông tơ nó sẽ bám chặt vào cái sản phẩm, cái chi tiết mà chúng ta cần gắn. Đây bây giờ thì nó sẽ đẹp hơn lúc chưa gắn rồi phải không các bạn, nhìn nó sẽ thật và tự nhiên hơn. Rồi còn đây sẽ hướng dẫn cho các bạn cách gắn lông đối với những lông tơ dành cho những cái cành hoa dài. Đây là cái chúng ta chỉ gắn sản phẩm nhỏ thì chúng ta có thể quét keo và nhúng vào trực tiếp vào lông luôn. Thì còn cái này, nếu mà các bạn làm cái cành hoa nào dài thì chúng ta có thể bỏ đổ hết lông tơ vào trong một cái bao như thế này. Rồi do ở đây không có sản phẩm nào cành dài để làm mẫu cho các bạn thì làm mẫu luôn cái này. Chúng ta cũng vẫn phải trét keo sữa đều hết. Nếu một cành hoa dài thì tức là nó sẽ dài và các bạn đổ vô cái bao nó cũng dài, có chừng có chiều dài, là chúng ta mới thọt cái sản phẩm này vào và chúng ta lắc. Thì cái bột lông tơ nó sẽ bám lên trên cái chi tiết, cái chỗ mà chúng ta đã rắc cái bôi cái keo sữa lúc nãy mà chúng ta cứ vũ. Nhất là mấy cành hoa dài, hoa đồng tiền. Thì này đánh hoa dài. Đây là cách làm dài. Do này chỉ cần ngắn mà mình thọc vô bao dài quá thì nó sẽ hơi dính chút xíu ở trên cái thân chút. Khi nào mà dính thì các bạn chỉ việc dùng cái cọ bằng phớt thì nó sẽ rớt ra thôi. Khi có keo thì nó mới dính chặt lại được. Đây các bạn đã hình dung rồi ha. Chúc các bạn có những sản phẩm đẹp như ý.